Qua 2 năm tích cực thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Phóng sự sau được ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đắk Lắk. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, qua 2 năm thực hiện đề án 06 của Chính phủ, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, xã hội trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện rất nhiều phần việc sáng tạo, mang lại những giá trị, hiệu quả cao. Riêng với 25 dịch vụ công thiết yếu phải số hóa trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Mặc dù có rất nhiều khó khăn, nhưng các sở, ban ngành và cán bộ, nhân viên ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực khắc phục để góp phần thực hiện tốt đề án 06 của Chính phủ. Đa số người dân hiện nay vẫn còn quen với lại cái nền hành chính truyền thống, tức là muốn đến trung tâm trực tiếp để muốn hỏi về thủ tục hành chính, để được giải đáp trực tiếp. Cho nên là đến khi mà đến trung tâm thì chúng tôi cũng tuyên truyền, cũng hướng dẫn người dân nộp trực tuyến. Tuy nhiên là cái việc mà thao tác trên cái môi trường điện tử nó cũng có một cái số cái vấn đề khó khăn mà người dân người ta cũng không quan tâm và không muốn thực hiện. Thứ hai nữa là đối với cái việc nộp hồ sơ trực tuyến phải sử dụng cái hệ thống các trang thiết bị thì người dân không có quen. Ví dụ như mà máy scan, máy chụp. Về công tác tuyên truyền thì đôi khi chỉ dừng lại ở một số đối tượng thôi, còn cũng chưa thật sự sâu rộng, chưa thật sự mang lại hiệu quả cao để giúp người dân có thể hiểu bản chất của việc cái nộp hồ sơ trực tuyến. Vì vậy mà người dân vẫn có mất công đi lại nhiều lần để hỏi những cái giấy tờ rồi cách thức nộp hồ sơ trực tuyến và các thao tác để nộp trực tuyến trên môi trường điện tử. Cái cơ sở dữ liệu về dân cư đã mang lại một cái hiệu quả thiết thực là giúp người dân không phải cung cấp cái giấy tờ, cái một loại giấy tờ nhiều lần để thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên thì cái việc mà tạo tài khoản công dân để nộp hồ sơ trực tuyến vẫn còn những cái hạn chế vì những cái thao tác mà công dân không có nắm được hoặc là chưa hiểu tường tận về cái chuyện là muốn nộp hồ sơ trực tuyến thì phải có tài khoản cá nhân. Vì vậy mà cái quá trình mà đăng ký tài khoản cá nhân, người dân cảm thấy rất là phức tạp và đôi khi là không muốn thực hiện. Qua 2 năm thực hiện đề án 06 của Chính phủ, đến nay, số thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở tỉnh Đắk Lắk đã đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, cung cấp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 1.081 dịch vụ công, trên cổng dịch vụ công quốc gia 1.064 dịch vụ công. Số thủ tục hành chính đã tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia là 1.625 thủ tục. Số thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk là 1.600 thủ tục. Về nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk đặt tại hạ tầng máy chủ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đảm bảo các thành phần công nghệ thông tin thiết yếu, cần thiết, yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Đắk Lắk đã kết nối, chia sẻ 20 trường dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đắk Lắk đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 là nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 20 sở ngành. Triển khai thực hiện cái quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi đã thực hiện đúng cái chỉ đạo của các văn bản của Trung ương và của tỉnh. Trung tâm cũng đã thực hiện cái việc số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm. Mục đích là để có thể tái sử dụng các giấy tờ mà công dân cung cấp để không phải cung cấp lại trong những cái thủ tục mà thực hiện thủ tục tiếp theo. Thứ hai nữa là tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã bố trí các khu vực để giúp người dân có thể nộp trực tuyến ngay tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Tức là không phải là người dân nào cũng có thể ở nhà thao tác thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, mà người dân thường là tới trung tâm để hỏi các thủ tục và đồng thời là nộp thủ tục hành chính. Thì chúng tôi đã cử công chức nhân viên của trung tâm hướng dẫn hỗ trợ người dân tạo tài khoản cá nhân và nộp cái thủ tục hành chính trực tuyến ngay tại trung tâm, với mục đích là có thể giúp người dân nộp những cái thủ tục hành chính khác chứ không chỉ là thủ tục hành chính mà người dân đang thực hiện. Về mặt thuận lợi thì người dân cũng đã được tuyên truyền về cái dịch vụ công trực tuyến
đa số người dân cũng có hiểu biết về cái việc mà nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến. Công chức, nhân viên thì cũng rất là tận tình giúp đỡ người dân và có những đối tượng rất là quan tâm và nộp hồ sơ trực tuyến 100% như là các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước cũng như là các đơn vị sự nghiệp công lập. Tại trung tâm chính công thì chúng tôi đã bố trí các trang thiết bị, máy scan, máy in, máy tính kết nối mạng để mà giúp công chức cũng như là công dân có thể thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến cũng như là số hóa kết quả giấy tờ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Theo đề án 06 có một số cái thủ tục hành chính công thiết yếu đang tiếp nhận tại trung tâm thì chúng tôi sẽ ưu tiên những cái thủ tục hành chính công thiết yếu liên quan trực tiếp đến người dân để mà tạo cái thuận lợi, giảm thời gian chi phí cho người dân như là cấp đổi giấy phép lái xe hay là cấp thẻ căn cước công dân hay là lý lịch tư pháp. Chúng tôi sẽ ưu tiên làm mạnh mẽ và sẽ tạo cái điều kiện thuận lợi giúp người dân giảm cái phiền hà, giảm cái chi phí thời gian đi lại. Những nỗ lực vượt khó, tích cực, sáng tạo của cán bộ, nhân viên các sở, ban ngành và Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đắk Lắk trong 2 năm qua đã góp phần đưa đề án 06 của Chính phủ với những tiện ích to lớn lan tỏa vào cuộc sống ngày càng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả hơn. Đến quay số